Bây giờ, cô mời các con cùng cô tìm hiểu kỹ xem là trong bài 20 chúng ta sẽ học về những từ vựng và mẫu câu nào nhé. Trong bài số 20, chúng ta sẽ học về những từ vựng sau. Summer holidays. Sea. Hotel. Build a sandcastle. Seafood. Stay. Build. And go on a boat cruise. Trong phần mẫu câu, các con sẽ được tìm hiểu. Where are you going this summer? I'm going to Phú Quốc. What are you going to do? I'm going to go on a boat cruise. Bây giờ, hãy cùng cô bắt đầu bài học mới qua phần từ vựng để tìm hiểu xem ngày hôm nay trong chủ đề mùa hè chúng ta sẽ có những từ vựng nào nhé.